AR to the I to the K là tên gọi khác của tao khi còn đang thở ở nơi đây. Trong nhà tao chơi sòng phẳng, chữ trung thành thừa trong tay, tuyệt đối không sống mất dạy với anh em trên đất này. Chơi với bạn tao không tính toán những gì có thể cho đi, bởi có gặp ắt có duyên nên việc thiệt hơn không lo nghĩ. Việc tao làm là sống đúng, chuyên nghĩa không bỏ phí. Còn nếu mày sống sai, chờ giải quyết tao lo gì. Mày vẽ là em tao sống biết điều biết thân biết phận, là anh đáng một chữ anh gương sáng cho tụi đàn em theo chân. Không thảo mai tao không nhiều bạn bởi vì tao khó kết thân. Tính tao có sao nói vậy, nếu mày không ưa đừng tiến lại gần. Không khu bồ của bạn, không khốn nàng sau lưng, không hèn khi hoạn nạn, không vì quyền hàng bán đứng. Sống tử tế có trước có sau với tao là cách vào đời, và đó là anh em tao, đó là cách tao chơi. Muốn biết tao thế nào, bạn tao ra sao, đời những ai ra vào, khiêm tốn hay tự cao. Câu trả lời cho tất cả đó chính là cách tao chơi, đó là cách tao chơi, nằm ở cách tao chơi. Vì gia đình bạn bè, tao không cần hoàn hảo, hết lòng không vướng nghĩa, vừa đủ họ bên tao. Cuộc sống tao cần thế thôi, và đó là cách tao chơi, đó là cách tao chơi, nằm ở cách tao chơi. Chơi, chơi. Khi chỉ toàn xảo trá không ai đáng để tin tưởng. Sống ảo thì quá đông đảo, toàn khoe chính tích công lao, nhưng thực tế bàn tay vẫn trắng và khả năng chưa kiếm được đồng nào. Còn nói về cách chơi nhạc, tao chơi theo cách của tao, ngân phân biệt mainstream hay là underground. Đàng hoàng thì cộng tác, còn không thì tao ao. Nói thẳng nhạc chất hay là thị trường, đến nay tao vẫn không ngán thằng nào. Chất của tao nằm ở cách sống, không phải cả từ đánh thép. Và tao làm nhạc không để thỏa mãn những thằng sống ganh ghét. Đối với tao rap là bạn, âm nhạc không giới hạn, thế loại nào cũng chơi, chủ đề tùy thuộc vào tâm trạng. Không bè phái, không cho hùa, không đừng bỏ dừa hơi, không bán bổ, không ganh đua, không biết lời lẽ trên trời. Rap vì mình tâm huyết từng chữ như thể viết sách vào đời. Và đây là nhạc tao làm, đây là cách tao chơi. Muốn biết tao thế nào, bạn tao ra sao, đời những ai ra vào, khiêm tốn hay tự cao. Câu trả lời cho tất cả đó chính là cách tao chơi, đó là cách tao chơi, nằm ở cách tao chơi. Vì gia đình bạn bè, tao không cần hoàn hảo, hết lòng không vướng nghĩa, vừa đủ họ bên tao. Cuộc sống tao cần thế thôi, và đó là